Ok, đây là những lúc chuẩn bị để trước khi mà vào buổi bán heo quay, để sạc heo quay chị Kim Mai các bạn. Đây là có gì hiện tại có con trai của gì Kim Mai. Bây giờ chiều nay có vẻ như nó mưa, sẽ muốn mưa các bạn, cho nên là bật đèn trước nè. Ok, đầu buổi các bạn, đầu buổi bây giờ hiện tại thì chị Kim Mai chưa ra, cho nên là con trai của chị là đang phụ trách cái việc là bán heo quay, với lại có em của chị Mai với ông anh rể các bạn. Nói chung là bây giờ là mới đầu ra là chưa có ra đầy đủ các bạn, chỉ có một số ít là heo quay ba gọi thôi. Chị Mai qua cho nên đủ đồ mọi người. Đây là ngày lễ cho nên nhiều người họ đi sớm các bạn, mình cũng đi khá là sớm luôn. Rồi,
Dốt gì thầy. Hôm nay là thấy phụ trách chụp chính là con trai của gì này các bạn. Giờ ngày mùng 10 tháng 3 thì vợ tôi Hùng Vương các bạn. Hôm nay quay trở lại quay cho các bạn là những đường rau heo quay của chị Kim Mai và những thành viên trong gia đình. Chưa, 300 nhiều nửa ký nè.
18 với lại 60 quanh 304. Tổng cộng quanh 304 anh. Đầu buổi rất đông nha mày. Cả là 3 bịch cả. Đúng rồi, 3 bịch. Rồi, bịch 200 nè. Đi lên trên nha bạn. Rồi hỏi sự khó phụ xin hỏi tử đó. Rồi mấy người con của chị Gia Mai là đều chặt xuất sắc các bạn. Rất là đâm đi lên trên luôn. 300 hả? 100 ngàn hả? 100 ngàn. Hôm nay chiều chủ nhật, thường chiều chủ nhật với chiều thứ bảy đông, nhưng mà hôm nay là ngày lễ nha các bạn. Hôm nay là ngày lễ. Rồi 100 ngàn với
Rồi nói chung dừng lại cái vị trí chị Kim Ai. Rồi dưới nóng đã quay trở lại. Ôi, cảm ơn các bạn nè, hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo. Mình sẽ thường thường quay ở đây các bạn xem. 150.000 bé ba này nghỉ với bạn, bé ba này nghỉ như là cái nhiệm vụ là chặt đầu theo quay là